Và tiếp tục hôm nay em sẽ giới thiệu cho mấy anh một cây cưa xăng giá rẻ cho mấy anh sử dụng gia đình nha. Con này là thương hiệu của Ryobi, mã số là 32. Hàng được sản xuất tại Nhật giùm em nha. Đó, con này giá siêu rẻ luôn. Nồi đồng cối đá, lốc nhôm hợp kim nha. Đây, cái lốc nhôm này là siêu bền cho mấy anh. Nó chạy là bao bốc luôn. Máy cả bộ lâm xích là 5kg ha. Công suất là 32cc. Máy còn rất là đẹp nha mấy anh. Cực kỳ đẹp luôn. Bên trong còn ốc màu vàng nữa nè. Anh xem. Bên trong còn quá đẹp luôn ha. Đó. Giá siêu rẻ nữa. Dòng này xài là siêu bền. Sử dụng hai ốc chân lam ha. Bô bọng còn trắng tinh nè. Máy bao rin hết. Rồi em đã lên một bộ lam xích mới cho mấy anh nha. Dài 47cm. Chạy chân xích 91 nè. Xích mới luôn. Về cắt là bao ngon rồi. Tặng kèm một bộ phụ kiện 3 món. Rồi anh nào có nhu cầu sử dụng em này thì cứ gọi số điện thoại trực tiếp trên màn hình hoặc nhắn tin cho em nha. Khi mấy anh gọi điện thoại hoặc nhắn tin là nhớ đọc mã số máy nha. Con này là mã số 32 nè. Rồi em cảm ơn luôn.